chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece Burning 4 cùng mình. Đây gọi là tiếp theo của cái series One Piece Burning 3 đấy. Thì cái series này thì là phiêu lưu và đánh kiểu đi map luôn. Thế nên là không phải là như One Piece phiêu lưu ký. Mình sẽ cố gắng ngóng nghĩ ra một cái tên rất là hay cho cái tựa game này. Và cái tựa game này thì là nó mình không thể nào mà show mặt được, bởi vì là cái trình duyệt nhìn mặt của mình nó đang bị lỗi ở cái tựa game này, nghĩa là nó không nhập được vào ấy và nó không show mặt được mình lên. Thế nên là anh em thông cảm nhé. Một cái game này là mình mới tải về. Cái game này là mới tải về, thế nên là anh em hãy cố gắng ủng hộ mình nhé. Bởi vì mình thấy là cái game này nó có cả đến Luffy Gear 4 này. Luffy đánh với cả Kaido, Luffy đánh với cả Big Mom. Cái quả này là đang ở Wano đây. Bao nhiêu lần tao phải nói với mày rồi, tao là người đánh bại Kaido. Đây là đảo Onigashima. Vâng, đây là Onigashima. Kid và Kaido đây. Và Kid và Luffy. これを周りの敵を片付けるのが先だろ。宇宙兵を撃破し、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 
Úi giời, dễ phải đái luôn. Cái này là chỉ tốt. Uầy, Elephant Gun luôn. Uầy, Yusuki đi. Ủa sổ ơi, biết combo luôn. Nói đi tiếp à. À, lúc mà nó cho nhảy đấy. Launch attack, ok. Ui, nó lại thế giới bãi đái luôn, hủy diệt. Một cảm giác rất là hủy diệt và thế giới. Cái gì đây? Một số tòa nhà có thể bị tiêu diệt. Ok. Ok, mình sẽ phải tiêu diệt cái tòa nhà này. Đi lên thôi. Power dash. Wow. Để rocket để bay. Jet spear vãi nhiều skin đấy. Cho nghe đi. Ô, chưa. Đánh dấu cái gì đây? Đi tiếp thôi. Mấy đứa ở Wano đây anh em. Mày đang làm gì thế? Ôi đông ấy. Ui, Big Bob anh em ơi. Vãi đời. Mugiwara, mày đừng nghĩ là mày có thể thoát ra khỏi bọn tao dễ dàng. Big Mom, Big Mom, Big Mom, tao sẽ không để mày đánh bại cái đồ đâu. Hôn RB Special Movie à. Uầy, thích nhờ. Uầy, vãi cái gì đây?
chuẩn mới anh em ơi. Tôi đây đồ này, ui tôi thích. Ui, stem, stem của Gatolinga. Ui, Gatolinga. Grizzly đi mắc luôn. Chết phụ luôn rồi. Dễ thế. Ừ má, chết rồi. Chơi Big Mom nào, lên. Đánh cho Big Mom, sắp bắt lờ. Để thôi anh em. Đúng rồi, phu sen. Xem. Đi ra thủ tô. Tiếp tục đi. Vãi liều Big Mom kìa. Vãi đài. Thì nó sợ nhá. Trông nó to thế. Kít với cả Ruby này. Cái đồ già. Ui xôi ôi. Kaido cho một phát liên minh bắt quái bay mẹ luôn cả Lilith rồi. Thế này là như nào? Big Mom, một đòn phun sơn. Mày luôn. Kia bốn à? Ai đau đau đau. Bắt quái. Kaido. Tao khỏe hơn mày nhiều. Tao khỏe hơn mày nhiều đấy. Mày nghĩ nhiều. Snake Man mẹ rồi. Ui. Mày đổi ạ. Vãi cả đái. Mày dùng skill nó thích đi các bạn ơi. Mình có thể phấn khích với cái trò này vãi đái luôn. Ôi, đập cái đồ như con luôn. Ở đâu đâu? Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Covering. Hay ở đâu? Tôi không lên được kia. Ôi, xì mẹ em bóc bóng rồi. Ui xồi ôi. Chùy nó phải đái đấy. Hít đâu? Thể hiện đi. Hanashi ni narane. Không đi đâu cả. Tôi nắp vào chùy rồi. Sai ak no sedai da. Waro wa seru nja ne. Siêu tân tinh chúng mày. Chúng mày chỉ mới là bọn hải tặc nhã nhép mà thôi. Đừng làm tao cười. Kid. Kaido. Ngươi. Ui lại nữa à. Ui trời ơi. Ok đấy, bật được Haki đỡ đấy. Bây giờ sao? Thằng ngốc. Chúng mày nghĩ chúng mày có thể đánh bại được tao khi mà liên kết lại với nhau sao? Chúng mày chỉ là những đứa trẻ thôi, không bao giờ trở thành của hải tặc được. Đừng mơ tưởng nữa. Đúng rồi. Tao không muốn mày đánh bại gì đấy. Chúng mày có thể chết. Chine. Ui xổ ôi. À chương cuối là sẽ. Chương cuối là sẽ đánh. Chương cuối là sẽ đánh ấy đấy. Chương cuối là sẽ đánh Big Mom với cả Kaido đấy. Cái này là một câu nói. 人々を海に駆り立てたというグランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。 世はまさに大海賊時代。
ok. Đây là Shank và Luffy. Quả này là Shank bắt tay trước rồi đấy. Shank đã bắt tay rồi. Ôi, mặt của Luffy trông ghê thế. Bakeritu thập tuyệt viên và sẽ trở thành hải tặc mạnh nhất trên thế giới. Ta sẽ là vua hải tặc. Vậy thì mày sẽ vượt qua tao và bọn và bạn của tao nữa. Mày có thể giữ cái mũ an toàn cho tao được không? Vấn này rất quan trọng đối với tao. Bạn đợi, tôi đợi ngày gặp lại cháu. Có vẻ như là một kiểu thời khắc nó rất là quan trọng ấy. Big shot. Dựng cờ lên, mọi người đi thôi. Đây là cái lúc mà Luffy bé đây. Vậy thì là cuộc phiêu lưu của cậu bé bắt đầu. Chắc là phải đánh được Avilda đấy, hoặc là cứu Zoro các thứ. 10 năm sau. Đây là quả là một khoảng thời, kiểu thời tiết rất là đẹp ấy. Được rồi, đi tìm đồng đội của ta. Ok, tiến lên thôi. Ta sẽ trở thành vua hải tặc. Ok. Hết chưa? Rồi, cũng hết luôn rồi. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới. Và nếu mà anh em thích series này thì mình sẽ làm tiếp. Bởi vì là cái series này nó rất là dài và nó chạy đến cả cuối Wano, nghĩa là đánh nhau với cả Kaido với Big Mom. Thế nên là hy vọng anh em sẽ ủng hộ nhá, thay vì xem cái story ở One Piece Burning Blood. Ok, đây là tiếp tuần sau, tập tiếp theo sẽ là Alabasta. Thế nên là anh em muốn xem thì hãy bình luận ở phía dưới nhiều để mình làm tiếp nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.